Và tiếp theo là chương trình Tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Cho đến đầu tháng 8 2020, bệnh dịch COVID-19 đã giết hại gần 160.000 người dân Mỹ và lây lan đến hơn 4,5 triệu người. Nhưng Tổng thống Trump luôn cổ võ cho người lớn tuổi đi làm trở lại và cho người trẻ đi học trở lại như bình thường. Ông muốn đem lại sự thịnh vượng kinh tế mà ông đã đạt được 3 năm vừa qua. Cùng lúc, Tổng thống kêu gọi dời lại bầu cử ngày 3 tháng 11 năm nay vì thấy an toàn hơn cho dân chúng, sợ bị lây lan bệnh tật và sợ có sự lường gạt. Tổng thống cũng cho là bỏ phiếu phiếm diện absentee ballot đã áp dụng từ lâu nay thì an toàn, nhưng không muốn cho dân chúng bầu cử bằng thơ qua bưu điện vote by mail sẽ đem đến sự gian lận. Ông sợ có sự tráo trở lá phiếu của người đã chết còn trong danh sách được bầu, hay cho phép bất cứ ai đi thu phiếu cũng được đi nộp, hay có nhiều phiếu bị thất lạc vì thay đổi địa chỉ. Ông thấy là không có đủ nhân viên kiểm phiếu nên sẽ bị chậm trễ cho đến ngày 20 tháng Giêng là ngày tuyên thệ tổng thống đắc cử mà cũng chưa hoàn tất. Đây là những lý do chính đáng tổng thống đưa ra để đòi tạm hoãn ngày bầu cử năm 2020. Truyền thông thiên tả cho đó là một mánh khóe để tổng thống trì trệ mong có được vaccine chữa trị bệnh dịch để ông hưởng được chức vụ đấng cứu tinh cho cả 100 triệu người mắc bệnh và để lấy phiếu phụ trội hơn đối thủ để đắc cử. Trong 3 tháng vừa qua, thăm dò dư luận cho thấy ông thua thiệt từ 4 đến 10% số phiếu so với ông Joe Biden. Ngoài ra, việc dời ngày bầu cử tổng thống chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, dù quốc gia đã trải qua nội chiến trong năm 1867 hay đại dịch năm 1920 hay trong trận chiến thứ hai chẳng hạn. Tổng thống dọa là không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông không đắc cử tổng thống năm nay. Tuy nhiên, Trung tâm Thông tin ghi danh bỏ phiếu Electronic Registration Information Center cho biết là họ đã có quá trình xác minh xem lại những người đã mất thì được kiểm tra lý lịch lại và bỏ tên họ ra khỏi danh sách cử tri. Ngoài ra, những bao thư gửi cho những cử tri nào đã ghi danh và được kiểm soát thì có gạch mã vạch phía bên ngoài bao thư để không chấp nhận bao thư giả tạo. Họ cũng theo dõi phiếu bầu gửi đi và nhận lại đúng theo ngày giờ ấn định. Phiếu bầu sẽ bị loại ra, không chấp nhận nếu thấy có sự khác biệt, không thống nhất, đúng theo luật lệ bầu cử đã định trước. Vậy, cử tri có quyền lựa chọn bầu cử đúng ngày giờ đã chấp thuận từ mấy trăm năm qua, hay muốn trì hoãn ngày bầu cử theo sự yêu cầu của Tổng thống Trump? Jackie Bông xin kính chào quý vị.